Và cuối cùng các bạn thấy được là thông tin liên quan tới bao nhiêu động định ở trên sàn thì các bạn thấy được là từ các bạn thấy được là đầu tháng 1 của năm nay thì chúng ta đã thấy được là cái đường màu đỏ này đi thẳng lên có nghĩa là bây giờ chúng ta đã thấy là trên thị trường bây giờ những sàn giao dịch đó đã có đồng ổn định chờ sẵn cho nên nếu như mà các bạn nói với Thuận là Bitcoin xuống sâu, à, xuống còn 20.000 thì đương nhiên Thuận cảm thấy là không khả khi lắm, điều gì cũng có thể xảy ra nhưng mà nếu như mà nói với Thuận ngày hôm nay, những thông tin mà Thuận nhận được mà các bạn hỏi Thuận là Bitcoin có xuống dưới mà điều chỉnh nhanh và lẹ xuống còn 20 không thì cảm thấy là không khả khi lắm. Và nhiều bạn nói là Bitcoin có thể xuống còn 28.000, 27.000 trước khi mà đi lên thì thực sự mà nói là nếu như mà Bitcoin đi xuống còn 27.000, 28.000 thì cũng không gì gọi là quá bất ngờ. Các bạn cũng đã thấy là nếu như chúng ta tính cái đỉnh gần đây là 41.900 đô mà điều chỉnh giống như những đợt trước đây trong cái mùa tăng trưởng là xuống còn 35% thì các bạn thấy là giá Bitcoin sẽ xuống còn 27.000 và đối với thường nếu Bitcoin điều chỉnh xuống còn 27.000 thì chúng ta vẫn nằm trong mùa tăng trưởng tại vì đây là một cái phần trăm điều chỉnh cũng rất là thường thấy và chúng ta có những thông tin như là một thông tin được chia sẻ trên Twitter bởi Like Davis hay là nhiều người còn gọi là Crypto Like Thì Crypto Like chia sẻ là Coinbase nghĩa là cái ứng dụng mà các bạn dùng để mà mua crypto ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia đó Thì cái ứng dụng đó bây giờ đã nằm ở trên một bảng xếp hạng cao nhất mọi thời đại ở trên App Store Có nghĩa là cái nơi mà các bạn dùng để tải ứng dụng ở trên Apple Thì chúng ta thấy được là cái sự hứng thú của những cái người đầu tư thông thường nó bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi Như là chúng ta nhìn vào cái tình hình Giống như cái từ Buy Bitcoin đi thì các bạn thấy được là cái từ Buy Bitcoin được tìm kiếm ở trên Google thì chúng ta thấy là sau khi Bitcoin đã tăng đến mức là 42.000 thì chúng ta thấy là sau đó thì cái sự hứng thú liên quan đến tìm từ Buy Bitcoin đã bị giảm xuống nhưng mà gần đây các bạn thấy được là cái tuần từ ngày 24 đến ngày 30 thì đã có một cái sự tăng trưởng trở lại có nghĩa là cái cứ tuần vừa qua và chúng ta thấy cái từ này đây là chúng ta nhìn vào cái số lượng người tìm kiếm ở Hoa Kỳ nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng người tìm kiếm ở quốc tế thì các bạn thấy được cái sự tìm kiếm cũng tương tự mà thôi cái con số chỉ số bây giờ là khoảng 55 và đương nhiên chúng ta nếu như chỉ tìm kiếm cái từ Bitcoin thôi thì các bạn thấy được là bao nhiêu người ở trên Google đang tìm kiếm từ Bitcoin trên thế giới thì các bạn thấy được cũng tương tự sau khi mà Bitcoin có sự điều chỉnh thì cái sự hứng thú đang giảm xuống Cho nên chúng ta thấy được là chúng ta nhìn vào trong thời gian 5 năm qua Thì cho đến bây giờ cái sự hứng thú liên quan đến tìm kiếm từ Bitcoin đó Không phải như là trước đây như là năm 2017 Cho nên nếu như các bạn hỏi thuận là chúng ta đã kết thúc một tăng trưởng này hay chưa Thì ta vẫn thấy là chưa tại vì cho tới bây giờ chúng ta chỉ thấy những nhà đầu tư lớn thu mua mà thôi thường có thêm nhiều thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy những nhà đầu tư riêng lẻ thu mua nhiều và đi tìm kiếm từ bitcoin nhiều ở trên google cho nên năm 2017 đó khi mà chúng ta kết thúc mùa tăng trưởng là khi mà những người đầu tư thông thường đã phô mô rất là mạnh và đẩy giá bitcoin là rất là nhanh cho nên bây giờ các bạn thấy được cái giá bitcoin trên thị trường đó là do nhà đầu tư lớn đẩy lên chứ không phải là đến từ nhà đầu tư riêng lẻ như là chúng ta thấy trước đây và các bạn thấy được đó là một trong những thông tin mà thường thường hay chia sẻ đó đó chính là là chúng ta mỗi lần mà nghe nói tới một công ty nào lớn, một ai đã nổi tiếng thu mua Bitcoin đó thì cái câu hỏi đầu tiên của nhiều bạn là làm sao chúng ta biết được là họ thu mua thật hay là giả và thứ nhì nữa làm sao mà chúng ta biết được là họ chỉ thông tin để mà làm cho mọi người phô mà thôi. Thì thực ra mà nói là những câu hỏi này đó đương nhiên thì không thể nào mà trả lời được, chỉ có là những cái thông tin những công ty lớn như là công ty Microstra chỉ thu mua đó thì các bạn thấy là những thông tin đó là phải được đăng ký với là SEC cho nên không thể là thông tin giả được. Nếu như không thì đó là một cái sự phạm luật cho nên nhiều công ty sẽ không làm như vậy. Và chúng ta thấy được là Michael Sailor, đây là một cái thông tin được chia sẻ bởi M&M Crypto và các bạn thấy được là Michael Sailor từ à, khoảng chừng là tháng 7 tháng 8 của năm ngoái đó đã nói là mua ở đây rồi tới cái mức này là tháng 10 nó là mua thêm Bitcoin tới cái mức là Tháng 11, tháng 12 thì lại nói là mua ở cái mức này Và các bạn thấy được là Trong năm nay khi mà Bitcoin xuống tới cái mức là còn khoảng 31 ngàn Thì Michael Saylor của Michael stray cũng nói là mua ở đây Và các bạn cũng đã thấy là cái sự tăng trưởng mạnh Đến từ cái tweet của Elon Musk Cách đây 2 ngày Đã đẩy giá Bitcoin lên từ 32 ngàn Thôi nhớ là lên tới 36 ngàn Thì điều mà tôi muốn cho các bạn thấy ở đây đó Là các bạn cần phải cẩn thận Đó là đương nhiên Nhưng mà các bạn không thể nào mà cứ suy nghĩ là mỗi lần có ai đó nổi tiếng nói là đang thu mua bitcoin đó, thì đó là một cái bẫy để mà chờ mọi người vào. Các bạn thấy được là không chỉ riêng là Michael Saylor mà còn rất nhiều người nổi tiếng bây giờ vẫn thu mua bitcoin nhưng mà họ không có thông báo cho mọi người biết mà thôi. Và bây giờ vẫn còn rất nhiều người nổi tiếng có tiền, những công ty lớn muốn thu mua bitcoin nhưng mà chưa thu mua bitcoin. Cho nên các bạn thấy được là chúng ta thường hay nói cá voi, cá mập như là cùng một nhóm người nhưng mà không phải các bạn thấy được là cá voi hay cá mập đó thì họ cạnh tranh lẫn nhau chứ không phải là tất cả đều của một nhóm hết và điều này cũng là một điều mình thường trẻ cho các bạn một cái dẫn chứng khi mà chúng ta nói tới cái vấn đề liên quan đến cổ phiếu GameStop những thông tin mới có thể là làm cho các bạn có thêm một cái suy nghĩ về tình hình hiện bây giờ nhưng mà các bạn thấy được là không phải lúc nào những người nổi tiếng nói là thu Bitcoin cũng là một cái bẫy các bạn thấy được là từ tháng 8 của năm ngoái thì Michael Saylor đã thông báo là thu mua Bitcoin và cho tới ngày hôm nay các bạn cũng đã thấy là giá tăng như thế nào. Đây là điều mà Thượng muốn chia sẻ với các bạn. Và tại sao mà chúng ta tin tưởng là Bitcoin sẽ tăng giá trước đây thì những cái điều đó cũng không có gì thay đổi hết. Các bạn cũng đang thấy trên màn hình. Đây là một cái tweet được chia sẻ bởi Dan Hell. Dan Hell chia sẻ cái thông tin này Thượng đã chia sẻ với các bạn trước đây. Thì Dan Hell chia sẻ thông tin này đó cho các bạn thấy là trong cái thời gian từ năm 1910 cho tới bây giờ có nghĩa là các bạn thấy là hơn 100 năm qua thì giá trị của đồng đô la chỉ đi xuống và đi xuống mà thôi. Tại vì sao TV thấy được cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ liên tục in tiền, liên tục đưa ra những cái quyết định như là Hoa Kỳ đưa ra quy định trước đây là đồng đô la sẽ là một đồng pháp định có nghĩa là không còn được đảm bảo bởi vàng nữa. Và chúng ta cũng đang thấy là cái lý do tại sao mà chúng ta tin tưởng là Bitcoin sẽ có giá trị sau này thì cái lý do đó bây giờ cũng không có thay đổi. Cái sự thay đổi chỉ là cảm nhận của các bạn về cái giá hiện tại thay đổi mà thôi chứ còn trên thực tế các bạn thấy được là lý do tại sao chúng ta tin tưởng thì những lý do đó vẫn còn là có hiệu lực không gì thay đổi hết đồng đô la vẫn tiếp tục bị mất giá chính phủ tiếp tục in tiền và trên thế giới vẫn có nhu cầu có được một loại tài sản lưu trữ giá trị mà có thể di chuyển dễ dàng những điều đó không có gì thay đổi hết nhưng mà một trong những điều tốt mà chúng ta thấy khi mà chúng ta có được điều chỉnh này đó đó chính là những chỉ số mà chúng ta lo ngại đã có cái sự điều chỉnh đi xuống và đây cũng là một trong những điều mà thường hay chia sẻ với các bạn tại sao mà thường vẫn tin tưởng chúng ta vẫn chưa đến cái đỉnh có hai cái biểu đồ rất là quan trọng đầu tiên hết cho bạn thấy được đây là cái biểu đồ NUPL thì chúng ta đã nói nhiều lần thường sẽ không có đi vào chi tiết nhưng mà nói cái đơn giản như những bạn nào mà mới tham gia vào thị trường này thì NUPL là một chỉ số mà khi mà chỉ số này đi vào cái đường màu xanh dương là một cái thời điểm không được tốt các bạn thấy được là khi mà chỉ số này đi vào cái dùng màu xanh dương có nghĩa là cái dùng hưng phấn đó thì chúng ta thấy là đó là một dấu hiệu là cái đợt tăng trưởng đã gần như kết thúc như là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái đợt tăng trưởng của năm 2011 khi mà cái chỉ số NUPL này lên tới cái màu xanh dương thì chúng ta thấy là giá cả đã có một cái sự điều chỉnh và kế tiếp các bạn thấy được là năm 2013 thì có hai lần có hai lần chỉ số này đi vào cái dùng xanh dương và cả hai lần các bạn cũng đã thấy là giá cả đã có cái sự điều chỉnh đi xuống và gần đây nhất là năm 2017 các bạn thấy được là chỉ cần chúng ta thấy cái biểu đồ này đi vào cái vùng xanh dương có nghĩa là tháng 12 của năm 2017 thì sau đó chúng ta đã đi vào một mùa đông của crypto và bây giờ chúng ta đã gần chạm vào cái vùng mà màu xanh dương vào ngày 9 tây tháng 1 của năm 2021 này lúc mà giá Bitcoin lên tới 42.000 nhưng mà sau khi mà giá điều chỉnh đi xuống thì các bạn cũng đã thấy là cuối cùng cái đường màu xanh lá cây này cũng đã điều chỉnh đi xuống và không tiếp tục tiến lên qua khỏi những cái đường chấm chấm này để trở thành cái màu xanh dương và chúng ta muốn tiếp tục thấy cái đường màu xanh lá cây này điều chỉnh đi xuống nữa để chúng ta có khoảng trống để có thể là có thêm cái đợt tăng trưởng và giá cả mà không chạm vào cái dùng màu xanh dương đây là điều mà chúng ta muốn thấy nếu như các bạn muốn thấy được Bitcoin có cái giá cả cao hơn và chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ khác nữa cũng cho chúng ta thấy những cái thông tin tương tự. Đây là một biểu đồ mà một bạn trong nhóm đã chia sẻ với thuần Đây là cái biểu đồ Hodel Ratio thì chúng ta cũng sẽ không đi vào chi tiết nhưng mà cũng tương tự các bạn thấy là biểu đồ này cho chúng ta thấy là mỗi lần mà cái đường mà màu cam này đi vào dù màu đỏ đó chính là dấu hiệu chúng ta đã gần kết thúc mùa tăng trưởng và các bạn thấy được là bên dưới này cái đường màu trắng đó chính là giá của Bitcoin. Cái đường màu cam là chỉ số và chúng ta thấy được năm 2000 11 khi mà đi vào vùng màu đỏ này thì giá cả đã bắt đầu đi vào mùa đông kế tiếp. Sau đó chúng ta thấy được là năm 2013 khi mà cái đường màu cam này đi vào vùng màu đỏ thì chúng ta cũng thấy là giá đã đi vào mùa đông kế tiếp. Và đương nhiên các bạn thấy được là cái sự tương tự cũng đã diễn ra vào năm 2017 khi mà chúng ta đi vào cái dùng màu đỏ này có nghĩa là từ đầu tháng 12 cho đến là giữa tháng 1 thì chúng ta thấy là giá Bitcoin đã điều chỉnh đi xuống và chúng ta thấy là hiện bây giờ thì đối với tài liệu này thì chúng ta vẫn còn cách xa dù màu đỏ lắm tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thực sự rời đi vào cái dùng mà kết thúc cái mùa tăng trưởng này cho nên thường vẫn có lòng tin là chúng ta vẫn chưa kết thúc mùa tăng trưởng này bitcoin vẫn tiếp tục tăng lên và sẽ kéo theo altcoin tăng lên và chúng ta nhìn vào một số những tài liệu khác thì các bạn thấy được là cái số bitcoin mà đang có lời đó đã giảm xuống đây điều chúng ta muốn thấy và chúng ta muốn thấy cái chỉ số này xuống còn 80 và để thông coi chỉ số này bây giờ là bao nhiêu Các bạn thấy được chỉ số này bây giờ là khoảng 88,8% Chúng ta muốn thấy là chỉ 80% của những người mà lưu trữ Bitcoin có lời mà thôi Nếu như mà nhiều người có lời quá Thì các bạn cũng đã biết là cái cơ hội mà mọi người chốt lời của một lúc Khi mà có vấn đề xảy ra rất là cao Cho nên sẽ dẫn tới này giá cả đi xuống mạnh Nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào cái cách mà tính những cái đồng Bitcoin cuối cùng di chuyển đó là có lời hay không Thì chúng ta vẫn nằm trong vùng màu đỏ này Chúng ta muốn thấy Bitcoin rời khỏi cái vùng màu đỏ này và các bạn cũng đã thấy được là tình trạng liên quan tới bao nhiêu uh, bitcoin được lưu trữ trong những cái ví chữ lạnh mà không còn trên sàn nữa thì vẫn tiếp tục xảy ra có nghĩa là càng ngày chúng ta thấy là càng nhiều bitcoin rời khỏi sàn và những bitcoin rời khỏi sàn đó là đi vào những cái ví chữ lạnh đây là những cái thông tin mà thường đã chia sẻ trước đây và bây giờ chúng ta thấy là cái số lượng người lưu trữ lâu dài đó năm này qua năm nọ là cái dùng màu xanh dương này càng ngày càng tăng lên có nghĩa là càng ngày càng có nhiều bitcoin nằm trên những cái ví mà không dễ được lấy ra chúng ta đều được là những cái ví mà dễ dàng được lấy ra đó là cái dùng màu cam này dùng màu cam này cho các bạn thấy được là bao nhiêu Bitcoin có, có thể dễ dàng được di chuyển và cái dùng mà màu hồng có nghĩa là cái dùng này là cho chúng ta thấy là bao nhiêu Bitcoin cực kỳ dễ dàng được di chuyển cái dùng màu xanh dương là rất khó để di chuyển tại vì nó nằm trong những cái ví mà dựa theo Classno họ theo dõi từ bấy lâu nay để những cái ví mà lưu trữ lâu dài và thường là những cái ví lạnh thì đây là cái thông tin liên quan tới tình hình của Bitcoin hiện bây giờ chúng ta bây giờ hãy chờ đợi coi coi là nếu Bitcoin tiếp tục điều chỉnh thì chúng ta có thấy thêm một lần nữa là 30.000 đô là một dùng mà sẽ tiếp tục giữ chân lượng Bitcoin hay là không và Bitcoin đi hàng ngang càng nhiều thì tôi nghĩ là càng tốt cho những cái chỉ số này để những chỉ số này có thể tiếp tục được ngủ lại và đương nhiên là tốt đối với lại altcoin